Ở đây là mình đến đèo chuối rồi nha, chuẩn bị vô đèo chuối ha. Đó, thấy không? Mấy xung quanh có cái chuối nè, thấy không? Là đèo chuối nè, đó thấy không? Đèo chuối nè, đỏ thấy chưa? Rồi, đạp ga lên. Thầy kể cái sự tích cho cái người ta gọi là cái đèo chuối ha. Hồi xưa chỗ này á, nó không phải trồng chuối đâu, người ta phải gọi là cái trồng chuối nhiều, người ta gọi là đèo chuối đâu. Hồi xưa là ở đây là có một cái hồ nước suối, rồi mấy cô tiên trên bay xuống tắm, thì vô tình một anh tiều phu anh đi lên anh đốn củi, anh thấy mấy cô tiên tắm anh gần, thì khi anh gần cái anh bị đạp trúng cái cây, thì mấy cô tiên này đang tắm mà thấy vậy nghe động tĩnh vậy cái phản xạ, tại vì dưới là chưa cái đồ để trên đúng không, cái chéo cái đùi qua một bên đó để che lại cái phần nhạy cảm đó, rồi anh tiều phu không thấy được đó, rồi sau này người ta mới gọi là cái đùi chéo là đèo chuối đó, các bạn thấy không, sự tích nó hay lắm rồi. Thì lúc mà thấy anh phát hiện anh thì phụ này phát hiện mấy chị mấy nàng tiên tắm rồi thì chéo cái giò che lại phần nhạy cảm đó là đùi chéo nên là gọi là đèo chuối nha các bạn ha. Thấy ghê không? Nói chung thì cái đèo chuối này nó vừa tầm cho các bạn nào mới, nói chung là công nhận cái đèo này đẹp, nó thấp đó chứ nó không có nguy hiểm hay là nó bớt nó đơn giản mà nó rộng rãi cho các bạn, mà cảnh đẹp thoáng mát luôn. Trời ơi, rồi nghi vô mấy anh nó bạo lực thế, vạch liền về anh lớn camera quan sát lại mấy anh, mọi ánh mắt sẽ nhìn các bạn, thực là trầm trồ quá đi thôi. Lúc trước thầy cũng đi mới vừa mới mở ra cái hết mà dịch á, là xuống đây kiểm dịch nè, vô đây nè khai này nọ tùm lum các kiểu, rồi mới được phép đi vô thành phố. Bạn nào mà đi qua cái khu vực khác là bắt buộc phải test, test nha, PCR nha. Còn mời á, còn mà đi á bình thường lên Đà Lạt thì không không test, chỉ có khai báo y tế thôi. Còn bây giờ thoải mái à, khỏe ha các bạn ha. Đó, cung đường đùi chéo bộ lộn đèo chuối đó, nó có vụ đùi chéo hoài mệt thiệt. Nói với em bữa mình đã đi là Vũng Tàu rồi, mình đi cái này nó thoải mái, chỉ quan trọng là lên cái đèo Bảo Lộc á nó vừa sức phải không, nó không cao mà nó cũng không thấp, nó lề lài nó rộng rãi nó thoáng mát. Rồi qua cái đèo chuối thì có trạm dừng chân Panagi gì đó thấy không, nó cũng đẹp. Mình sẽ di chuyển đến Tâm Châu và Bảo Lộc. Ở đây là nó xe khách nha, xe khách 2 tầng, nó giảm xuống 40. Ở đây nó có giảm tốc độ và các bạn ha, có hạn chế tốc độ, nhưng mà hạn chế tốc độ với đối với xe khách thôi, tại vì mấy anh nó chạy tốt quá là hạn chế lại bớt, mới làm mấy anh em sợ quá. Xe khách dừng nào mà nằm dừng trên đúng bò rồi, bò cua một cái là thấy cái cảnh nghiêng theo luôn, nằm theo luôn à. Rồi chắc giảm mới lạnh quá. Đi thành rưỡi ban đêm đó, trời trời đã lắc qua lắc lại. Giờ cái trạm này là nó không gượng nổi rồi, sau mùa lễ mùa dịch xong là không gượng nổi luôn, có nhiều hay hết dịch có nhiều chỗ phá sản. Ở chạm dừng cho Phúc Lộc Mà Vui có Mà ô Đa hết ta Vui vậy. Mà Đa Vui có ô à, Vui này nó làm theo kiểu tiếng Việt mà. Còn trên này chút nữa có chữ không có ô nè,
rồi ở trên đây mới đúng nè. Đó, hay cái trên kia là có gùi đúng không, có ô đúng không, tên địa danh đó tôn trọng ta đi kiểu đó mà nó gùi á, đâu có ô đâu thấy không. Rồi đạp ga nhẹ lên chút. Nay cùng thử sức cho một bạn đi lên xe mới, xe Etiga. Đó coi nó leo mạnh mẽ không. Nếu mà trường hợp á dốc đèo cao mình sẽ di chuyển qua số 2 nha. Còn mấy này thì nó đỡ đỡ đi chứ đê cũng được. Rồi giảm lại. Đúng. Tốt. À. Trước mắt các bạn đây là số ngựa nha. À, theo sự tích là hồi xưa là chắc đi tắm ngựa cho ngựa tắm ở đây, đây còn là số ngựa hay sao á. Chắc mấy ngựa thường hay tắm đây. Nên ta đặt số ngựa nha mọi người. Đây có quán cà phê cũng dễ thương, nằm nghe bờ suối nha. Thái Bảo. Có nhiều cái quán nằm ngay chỗ vực á, cũng dễ thương á. Đây. Lên đó săn mây. À, hôm nay thời tiết ở trên núi có mây nha mọi người ơi. Mình sẽ lên đó mình sẽ hốt bỏ vô bao lòng các bạn mua ký bán ký. Hồi đó mình có hướng dẫn cho một bạn đi từ thành phố Nha Trang qua thành phố Đà Lạt qua một con đèo Khánh Lê, thì trên đó có gọi là đèo săn mây. À, mà cái đèo đó cực kỳ nguy hiểm, sạt lở núi đá này nọ. Cái bạn 51 ở trên này, bạn đấy cũng đi giống như em á, cỡ em cũng hơi mới mới, hơi cũ cũ chút, chưa dám vượt. Còn à, thì mấy bạn cứng mấy bạn vượt liền. Trời ơi, còn mà hơi yếu yếu là chưa dám vượt đâu, gọi là học sinh trung bình. Học sinh khá và học sinh giỏi và học sinh xuất sắc và học sinh ẩu. Thấy không, sợ nhất là học sinh ẩu, chúa ẩu luôn. Đó, thấy biển nè, biển không, biển khu dân cư mờ luôn ha. Nói khi mình lỡ mình đi lối chớ này bắt lại tôi nó thấy biển đâu, nó biển dưới á, biển mờ quá mấy anh thiết kế cho vậy đúng không, đâu theo đúng quy chuẩn. Đủ thứ chuyện để nói, đủ thứ chuyện để khải như luật sư. Nếu mà đá nhẹ qua số 2 là được,
bóp kéo nhẹ qua số 2. Rồi đúng, rồi em tập ra. Em không mạnh hơn, mẻ hơn chút này phải không? Thấy không? Rồi đến đường trường lại đá lại về chữ D vậy thôi. Rồi đá lại chữ D. Đúng rồi. Để đang tiếp. Lên ga có bình thường, đang lên ga em cứ di chuyển bình thường cái gì anh. Okay. Thòng cái ga xíu cũng được, còn mở cái lên ga cũng không sao. Khu dân cư nha, chưa có vượt được rồi nha. À, bậy rồi. Nếu mà em vượt là em sẽ quá tốc độ hơn sau đó. Chú ý ha, chứ không phải thấy bắt chước xe người ta vượt là bắt chước vượt đâu. Trời lắc ơi. Trời ơi, mây đẹp ghê, lên sân mây nha mọi người ơi. Năm mươi thôi. Ở đây coi chừng ở khúc này để thầy nhớ, còn khúc này khúc dưới thì này. Đang đường vắng. Ok. Núi hiểm trở, săn mây nha mọi người ơi. Rồi. Bóp kẹt. Giảm lại luôn đi em, nó không nhường em đâu. Nào, mấy xe này nó không nhường đâu. Nó muốn gà là gà. Nhịn nó thôi. Rồi bên trái trống thì mình di chuyển nha. Nếu con đây có đường hẹp lại rồi, các bạn để ý nha ha. Đường hẹp. Rồi đường gồ ghề dính chắc nữa. Rồi thôi, mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chút xíu nữa sẽ có một cái video clip là để bỏ lọc.